Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Vụ dì ghẻ đánh chết con chồng, tàn ác tột độ khi phụ nữ ghen ngược. Nhắc đến sự việc bé VA 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập đến chết với những cách thức quái gở và man rợ nhất, câu hỏi tại sao được nhiều người đặt ra vì khó lý giải nổi về hành vi tàn độc của cô gái trẻ có ăn có học. Giữa thời đại văn minh, trong căn hộ cao cấp giữa thành phố phát triển bậc nhất nước, cô gái 26 tuổi hành hạ một bé gái với những cách thức ớn lạnh như tra tấn của thời Trung Cổ. Cô ta dùng roi, gậy, thanh sắt, tay chân đánh đập dã man vào bụng, mông, ngực và cả vùng kín bé gái trong thời gian dài. Chưa hết, cô ta còn diễn những trò quái gở như không cho bé mặc quần áo, bắt vừa quỳ vừa uống nước, bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học vừa ăn đòn, lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn. Trước khi tử vong vào chiều tối ngày 22 tháng 4, cô bé 8 tuổi đáng thương khi bố mẹ ly hôn, sống xa mẹ bị tình nhân hay lên mạng nói đạo lý của bố, hành hạ liên tục trong 4 tiếng đồng hồ. Khi tiếp cận sự việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân bị ám ảnh, run rẩy trước các thương tích của cháu bé, đến mức mất cả tuần không ăn uống nổi, không ngủ được. Trải qua hàng trăm hàng ngàn vụ án bạo hành trẻ nhỏ, nữ luật sư vẫn thắc mắc vì sao kẻ thủ ác lại hành hạ bé gái như vậy, đánh đập nhiều vào vùng kín của bé gái. Hành vi tàn độc của bà mẹ kế này được lý giải phần nào trong kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khi đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác, Nguyễn Kim Trung Thái, bố ruột cháu bé, về tội hành hạ người khác che giấu tội phạm. Kết quả này thể hiện động cơ gây án của Trang xuất phát từ việc ghen tuông khi người tình Nguyễn Kim Trung Thái không muốn có con với Trang. Gia đình anh ta cũng không chấp nhận cô. Cô ta ghen tức với mẹ bé VA là chị NTH, vợ cũ của Nguyễn Kim Trung Thái. Dì ghẻ Quỳnh Trang vào tài khoản Facebook của người tình xóa tất cả hình ảnh có mặt chị H, từng tìm đến tận nhà chị H, cấm mẹ gặp con. Trang là người thứ ba, chị H cũng đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân với chồng để hai người đến với nhau. Trước bàn dân thiên hạ, Trang và người tình Nguyễn Kim Trung Thái phô trương cảnh gia đình hạnh phúc, mẹ kế yêu thương con riêng của nhân tình. Vậy nhưng, đằng sau đó, những cơn ghen tuông bệnh hoạn trút lên thân xác, tâm hồn bé gái mới 8 tuổi cùng với sự bao che của chính bố ruột cháu bé. Nhiều bà vợ còn nhắc nhở nhau, khi phát hiện chồng có bồ, cẩn thận tiểu tam ghen ngược, tưởng như chuyện hài nhưng hóa ra thật. Có những người vợ lao ra chặn đường giật tóc, giật đồ tiểu tam đánh ghen, nhưng âm thầm sau đó còn có nhiều trò ghen tuông nham hiểm khó lường của kẻ đến sau với chính thất. Bên cạnh mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang, kẻ ghen ngược gây chấn động khác, không thể không nhắc đến Lại Thị Kiều Trang, 25 tuổi ở Thái Bình trong vụ án trà sữa chấn động cách đây không lâu. Có quan hệ yêu đương với anh rể, ghen tuông, muốn độc chiếm người tình, Kiều Trang lên kế hoạch sát hại chị họ. Cô ta bơm chất độc cyanua vào trà sữa rồi gửi đến cho chị họ ở nơi làm việc, dẫn đến cái chết oan uổng, bi kịch với một đồng nghiệp của người chị này. Với hành vi tàn ác, hòng tước đoạt bằng được tính mạng người khác, cô gái trẻ nhận mức án tử hình. Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc kẻ thứ ba ghen ngược giết vợ của người tình. Người phụ nữ 40 tuổi Ngô Thị Thúy nhẫn tâm bỏ bà chó vào nước để đầu độc vợ của tình nhân. Chị này được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết cục cho kẻ đã mèo mỡ với chồng người khác còn ghen tuông tàn ác là bản án chung thân. Ghen tuông trong mối quan hệ hôn nhân, vợ ghen chồng, chồng ghen vợ là chuyện dễ hiểu. Nhưng giờ đây, quái gở và khó lường là việc tiểu tam, bồ nhí, người chen vào hạnh phúc gia đình người khác, không biết ê chề, nhục nhã còn bày trò ghen ngược. Chuyên gia tâm lý Trịnh Thị Minh Tâm cho rằng, tiểu tam, bồ nhí khi đắc thắng với chiến tích của mình thường cố tỏ ra bao dung, cao thượng, nhưng sâu bên trong, những người này thường uất ức với thân phận kẻ thứ ba, nên dễ nảy sinh ghen tuông, tàn ác. Cặp kè với người đàn ông có vợ có con, chen vào mối quan hệ hôn nhân, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cho thấy đó là những cô gái thiếu phẩm giá, đạo đức, xem nhẹ chính bản thân mình. Làm sao có thể hy vọng một người không yêu chính mình có thể nhân văn, nhân ái với người khác? Bà Thu Tâm cũng nhấn mạnh, trước vấn nạn bồ nhí ghen ngược này, đừng quên trách nhiệm của người chồng, người bố đã tiếp tay cho nhân tình giết vợ, hại con.